Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tường thuật của đội xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2015 này là lần thứ 8 mà cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra với lộ trình xuyên Việt, và xin được cảm ơn Tôn Hoa Sen là nhà tài trợ chính của chương trình, Trà Thảo Mộc Đốc Thanh là nhãn hàng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Cuộc đua năm nay thì có tổng cộng 84 tay đua với 12 đội đua mạnh nhất cả nước thi đấu với 19 chặng đua dọc theo chiều dài đất nước. Và ngày hôm nay, ngày 11 tháng 4, thì đoàn đua đã thi đấu chặng đua đầu tiên tại vòng Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những diễn biến chính của chặng đua này. Theo kế hoạch phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 là một trong các hoạt động trọng điểm cấp quốc gia chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với 19 chặng đua trên tổng lộ trình thi đấu hơn 2.000 km. Hy vọng cuộc đua sẽ mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật đáng nhớ, những cảm xúc thể thao tuyệt vời cho khán giả yêu thích thể thao nói chung và môn xe đạp thể thao nói riêng. Trước giờ cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình lần thứ 27 khai mạc, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng gửi tới quý lãnh đạo và nhân dân thủ đô Hà Nội, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đoàn đua đi qua, cùng toàn thể quý vị khán giả, các vận động viên lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Với ý nghĩa là một hoạt động thể thao văn hóa trọng điểm cấp quốc gia chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ban tổ chức cuộc đua mong muốn nhận được sự giúp đỡ, động viên của các đơn vị, tỉnh thành, ngành liên quan để đoàn đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải về đích đảm bảo thời gian và an toàn tuyệt đối, cùng cả nước, cùng người dân Thành phố Hồ Chí Minh đón chào lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thật nhiều ý nghĩa. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây, chúng tôi xin được mời ông Trần Ngọc Chu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen sẽ lên trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh hiếu học của thành phố Hà Nội. Với quà tặng là những chiếc xe đạp này, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ kêu gọi các em học sinh cũng như người dân thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và góp phần làm cho môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị sẽ đến với một nghi thức rất quan trọng của cuộc đua, đó là nghi thức trao cờ điều hành đoàn đua. Xin kính mời đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ điều hành đoàn đua cho đồng chí Nguyễn Quý Hòa, Thành ủy viên Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc đua. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với nghi thức xuất phát của chặng đua đầu tiên của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải.
chúng ta cũng thấy lúc này thì cuộc đua đã được phất cờ báo hiệu xuất phát. Và các vận động viên sẽ thi đấu 25 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội. Và sau khi kết thúc vòng dẫn này thì họ sẽ chính thức bước vào cuộc tranh tài. Chúng ta cũng thấy trọng tài đã phất cờ báo hiệu cho cuộc đua chính thức được xuất phát, chặng thi đấu đầu tiên với 25 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội. Và chúng ta cũng thấy ngay sau hiệu lệnh xuất phát của trọng tài thì các vận động viên đã lao đi với tốc độ rất cao. Chúng ta đang đến với vòng thi đấu đầu tiên của chặng đua thứ nhất Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015, non sông liền một dải. Và xin nhắc lại là ở mỗi vòng đua này thì các vận động viên sẽ thi đấu quanh Hồ Hoàn Kiếm với chiều dài là khoảng 1,7 km. Điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho các vận động viên để họ có thể thể hiện hết khả năng của mình. Và đây cũng là một chặng thi đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với các tay đua, chặng mở màn của cuộc đua Cúp truyền hình năm 2015 này. Và chặng mở màn này diễn ra ở thủ đô Hà Nội. Điều đó chắc chắn sẽ khiến các tay đua rất háo hức để có thể trở thành tay đua về nhất ở trong chặng đua ngày hôm nay. Chúng ta cũng đang thấy ở trên màn hình vào lúc này đó là bảng thông tin thời tiết của ngày hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2015. Lúc này thì các vận động viên vẫn đang bám với nhau thành một chùm đông, nhưng có 3 vận động viên đang bước lên phía trước. Những cuộc tấn công đầu tiên của chặng đua thứ nhất này. Như vậy là các vận động viên đang chuẩn bị hoàn tất vòng đua đầu tiên. Và lúc này dẫn đầu đang là 3 vận động viên. Tuy nhiên khoảng cách giữa 3 vận động viên đó với các vận động viên phía sau là rất nhỏ. Và tiếp đồng phía sau có thể bắt kịp vào bất kỳ lúc nào. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là lúc này thì các vận động viên đã hoàn tất xong vòng đua thứ 7 và họ đang thi đấu vòng đua thứ 8, tức là vòng đua có tính điểm áo xanh. Đây sẽ là vòng đầu tiên có tính điểm ở trong chặng đua thứ nhất này. Xin nhắc lại là ở trong chặng đua thứ nhất thì sẽ có 2 vòng đua được tính điểm áo xanh, đó là vòng đua thứ 8 và vòng đua thứ 16. Và ở vòng cuối cùng sẽ có cộng điểm áo xanh cho người rút thắng chặng. Các vận động viên vẫn đang duy trì thi đấu với một tốc độ khá cao. Và lúc này thì khoảng cách giữa họ với nhóm 5 vận động viên đi đầu vẫn đang được duy trì không quá xa để các vận động viên ở nhóm phía sau có thể bắt kịp. Và chúng ta hãy chờ xem trong thời gian ngắn sắp tới vận động viên nào sẽ có điểm áo xanh đầu tiên của cuộc đua cúp truyền hình lần thứ 27 năm 2015, non sông liền một dải này. Các vận động viên đang chuẩn bị hoàn tất vòng đua thứ 8. Hai vận động viên này sẽ là người có điểm áo xanh đầu tiên của cuộc đua năm 2015 này. Như vậy là tay đua của Thanh Sơn Hóa Nông đã là người vượt qua mức đầu tiên. Đó là tay đua mang số đeo 31 Hồ Hoàng Sơn của ekip Thanh Sơn Hóa Nông. Như vậy theo thông báo từ phía trọng tài thì 4 vận động viên đã vượt qua mức đầu tiên ở vòng đua thứ 8. Tức là 4 vận động viên sẽ được cộng điểm áo xanh. Người vượt qua mức đầu tiên với số điểm áo xanh giành được là 5 điểm, đó là tay đua mang số đeo 31 Hồ Hoàng Sơn của Thanh Sơn Hóa Nông. Người vượt qua mức thứ 2 và giành được 3 điểm áo xanh là tay đua mang số đeo 57, tay đua Nguyễn Hoàng Thái của ekip Dogalic Đồng Tháp. Và người vượt qua mức thứ 3 giành được 2 điểm áo xanh ở trong vòng đua vừa rồi là tay đua mang số đeo 96,
tay đua Trần Đức Tiến của ekip quân khu 7. Lúc này thì Hồ Hoàng Sơn vẫn đang có mặt ở trong nhóm 4 tay đua đi đâu. Và chúng ta hãy xem ở trong đoạn nước rút ở vòng đua thứ 16 này thì liệu Hồ Hoàng Sơn có một lần nữa giành được cho mình thêm 5 điểm áo xanh hay không. Các vận động viên đã bắt đầu vào lại đường Đinh Tiên Hoàng và đang bắt đầu tung nước rút. Chúng ta thấy cả 4 vận động viên đều đang đẩy tốc độ lên rất cao. Hãy xem tay đua nào sẽ là người vượt qua mức đầu tiên ở vòng đua này. Lúc này thì theo thông báo từ phía trọng tài, tay đua đã vượt qua mức đầu tiên ở vòng thứ 16 là Nguyễn Văn Thế của ekip BTV Bình Dương. Còn người đã vượt qua đích ở vị trí thứ 2 và giành được 3 điểm áo xanh ở vòng đua thứ 16 là tay đua mang số đeo 31 Hồ Hoàng Sơn của Thành Sơn Hóa Nông. Cán mức ở vị trí thứ 3 với 2 điểm áo xanh là đua mang số đeo 91 Nguyễn Huỳnh Phú Lộc của quân khu 7, và ở vị trí thứ 4 với 1 điểm áo xanh là đua mang số đeo 57 Nguyễn Hoàng Thái của đoàn Calix Đồng Tháp. Lúc này thì chúng ta thấy trọng tài đã rung chuông để báo hiệu cho các vận động viên là ở phía trước họ chỉ còn có một vòng đua nữa mà thôi. Chỉ còn lại một vòng đua để kết thúc chặng đua khai mạc của cúp truyền hình năm 2015 này. Và chúng ta đang thấy các vận động viên đi với tốc độ rất cao. Chỉ còn một vòng đua với khoảng gần 2 km nữa ở phía trước là họ sẽ kết thúc chặng đua này. Và chúng ta cũng sẽ biết được tay đua nào là người cán mức ở trong chặng đua đầu tiên của cuộc đua năm nay. Ở cuộc đua cúp truyền hình lần thứ 26 năm 2014 thì tay đua Lê Văn Duẩn đã là người cán mức đầu tiên ở trong chặng đua khai mạc chặng đua vòng quanh đại lộ Phạm Văn Đồng của thành phố Hồ Chí Minh và ở năm 2015 này với chặng đua vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội. Chúng ta chờ xem liệu Lê Văn Duẩn có thể một lần nữa thành tay đua giành chiến thắng ở trong chặng đua khai mạc hay không. Chúng ta hãy chờ xem ở trong đoạn nước rút cuối cùng thì tay đua nào sẽ là người về đích đầu tiên. Đây là thời điểm phải nói là rất hồi hộp và cũng rất hào hứng. Tốc độ của các vận động viên lúc này đang được đẩy lên rất cao. Chúng ta hãy chờ xem tay đua nào là người cán mức đầu tiên ở trong vòng đua này. Một chiếc áo vàng. Như vậy là tay đua mang số đeo 17, tay đua Lê Nguyệt Minh của ekip Magnasium thành phố Hồ Chí Minh đã là người cán mức đầu tiên ở trong chặng đua khai mạc vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm thủ đô Hà Nội của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải. Xin chúc mừng cho tay đua Lê Nguyệt Minh của ekip Magnasium thành phố Hồ Chí Minh. À, em xin người anh trai của em và xin cảm ơn toàn thể anh em trong đội và ban huấn luyện đã có chiến thuật tốt cho em ngày hôm nay. Tay đua về đích thứ 3, chúng tôi xin mời vận động viên Nguyễn Trường Tài của đội VUS thành phố Hồ Chí Minh. Hạng nhì, xin mời vận động viên Trương Nguyễn Thanh Nhân, đội VUS thành phố Hồ Chí Minh. Và người giành chiến thắng tay đua Lê Nguyệt Minh của đội Magnasium. Và để trao thưởng cho 5 vận động viên giành chiến thắng chặng đua đầu tiên tại Hà Nội, chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội trao thưởng cho các vận động viên. Xin kính mời ông. Xin cảm ơn ông Nguyễn Khắc Lợi và xin chúc mừng 5 vận động viên. Tiếp theo sẽ là phần trao thưởng cho 3 đội đua đoạt thứ hạng cao nhất của chặng đua thứ nhất. Hạng 3, xin mời đội ADC truyền hình Vĩnh Long. Hạng 2, xin mời đội Dược Domesco Đồng Tháp. Và hạng nhất, xin mời đội VUS thành phố Hồ Chí Minh.
Và xin kính mời ông Nguyễn Quý Hòa, thành ủy viên, tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc đua, lên mặc áo xanh cho tay đua Lê Nguyệt Minh. Xin cảm ơn ông Nguyễn Quý Hòa và xin chúc mừng tay đua Lê Nguyệt Minh. Chúng tôi xin kính mời đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc đua, mặc áo vàng cho tay đua Lê Nguyệt Minh. Xin cảm ơn ông Hứa Ngọc Thuận, xin chúc mừng tay đua Lê Nguyệt Minh và xin chúc mừng thành tích của các đội đua ngày hôm nay. Chúc các đội tiếp tục sẽ thi đấu thành công ở những chặng đua còn lại. Ngày mai đoàn đua sẽ tiếp tục thi đấu chặng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hóa, đường dài 155 km. Chúng tôi xin cảm ơn Tôn Hoa Sen là nhà tài trợ chính của chương trình và Trà Thảo Mộc Dr. Thanh là nhãn hàng tài trợ đã đồng hành với chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở chương trình ngày mai.